Kính thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp hay cao huyết áp là một bệnh lý phổ biến ở cả người trung niên và người cao tuổi. Nó được coi là kẻ giết người thầm lặng bởi những cái diễn tiến khá là mơ hồ và âm thầm. Và người bệnh thì thường chủ quan cho đến khi là phát hiện ra những cái triệu chứng, những cái biến chứng của bệnh nguy hiểm như là đột quỵ não này, suy tim và hay là suy thận. Và trong chủ đề chương trình ngày hôm nay đó là phòng và điều trị cao huyết áp theo cách của người Nhật, chặn đứng nguy cơ đột quỵ. Chúng ta đã mời tới trường quay thầy thuốc ưu tú Đại tá Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thuốc, trang thiết bị y tế, Cục Quân y Bộ Quốc phòng. Và chuyên gia cũng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về căn bệnh này, cũng như là những cái phương pháp phòng ngừa và điều trị cao huyết áp hiệu quả. Đầu tiên thì Mai Hương xin được gửi lời cảm ơn tới chuyên gia đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Xin chào MC, xin chào quý khán giả. Thưa chuyên gia, hiện tại thì có những cái phương pháp điều trị hữu hiệu nào cho căn bệnh cao huyết áp không ạ? Thì trong tất cả cái dòng sản phẩm huyết áp của Nhật Bản ấy, thì tôi đánh giá cao nhất là cái sản phẩm mà hạ huyết áp các đô Nhật Bản. Bởi cái sản phẩm này thì chứa nhiều hoạt chất rất là tốt cho người mà huyết áp cao, như là tiêu lốt, rồi peptid đậu nành, rồi chiết xuất nhân sâm, vân vân. Dạ vâng ạ, vừa rồi thì chuyên gia có nhắc đến là viên hạ huyết áp cardio của Nhật Bản ạ. Thì vậy thì chuyên gia có thể giải thích cụ thể hơn là vậy thì cái sản phẩm này nó được sản xuất theo công nghệ gì, cụ thể là cái thành phần của nó ra sao để quý vị khán giả của chúng ta có thể hiểu rõ hơn được không ạ? Cái viên hạ huyết áp cardio của Nhật Bản ấy thì thứ nhất là công nghệ sản xuất thì hiện đại. Và cardio thì đang ứng dụng một công nghệ bào chế là siêu nano tiên tiến nhất hiện nay tại Nhật Bản. Và nó giúp chiết xuất và các hoạt chất thành những siêu phân tử ở cấp độ là siêu nano và dễ dàng hấp thu vào cơ thể và đem lại cái tác dụng rất là nhanh, hiệu quả cao cho những người sử dụng. Cái thứ hai ấy, về xuất xứ thì cardio được sản xuất nguyên hộp tại Nhật Bản, một cái quốc gia mà có tiêu chuẩn sản xuất rất là cao và giúp chúng ta có thể an tâm tuyệt đối về chất lượng sản phẩm khi mà ta sử dụng. Thứ ba là thành phần ấy thì 100% là tự nhiên. Nó mang cái đặc tính dược lý rất là cao và đã được kiểm chứng lâm sàng về tác dụng này, rồi hoàn toàn không gây ra tác dụng phụ khi mà sử dụng. Các cái thành phần chính mà tôi đã kể ở trên như là tiêu lốt, piperin đậu nành, chiết xuất nhân sâm đều là những thành phần vô cùng tốt cho người bị cao huyết áp. Và thứ tư là viên cardio Nhật Bản ấy thì đã được các cơ quan y tế Nhật Bản và Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận về chất lượng và cho phép lưu hành, nên chúng ta có thể là an tâm đang sử dụng. Về liều lượng thì chúng ta nên sử dụng viên uống cardio Nhật Bản với liều lượng là 4 viên trong một ngày và trong khoảng thời gian là từ 3 đến 6 tháng thì nó sẽ có hiệu quả vượt trội trong việc là hạ và ổn định huyết áp, đồng thời là phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm mà do huyết áp cao gây ra. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.